mật âm ha, xoang trưởng là xoang trưởng đó, thể xoang trưởng đó. Yeah. Rồi, ok. Như vậy thì có mấy nốt nè? 3 nốt. Rồi 3 nốt gì? Nốt này là nốt sòn. Nốt sòn. Yeah. Nốt này là nốt xì. Và nốt này là nốt sòn. Sòn, xì, sòn đúng không? Chủ của xoang trưởng này. Rồi. Ngón mà ấp út nó đang bấm vô nốt gì? Nốt rê. Có nốt rê không? Nốt rê nè. Nốt rê đúng không? Có nốt rê nè. Nốt sòn nè. Sòn là rê nè. Có. Rồi, đi chút. Nốt sòn với nốt són, nó cũng là một nốt sòn thôi, chẳng qua nó cao với thấp. Như vậy học cấu tạo âm bình thường nó phải được 3 nốt. Nốt sòn với nốt si là có nè, phải không? Nhưng phải còn thiếu một nốt. Nốt rê. Nốt rê. Yeah. Tại vì mình đánh một lần 6 giây là bắt buộc mình phải cho nó phát ra nốt đó. Thì mới là nó học âm nó đủ 3 nốt. Bấm đăng ký theo dõi kênh Ru Về Máy, từ từ mình tập. Tự học guitar, bolero tù hay gọi là bolero đường phố đó, thì chúng ta cần có hai yếu tố. Một là đánh bằng bít ha. Thì lúc đó chúng ta tập cho nó quen và nó đều tiếng. Thứ hai là chúng ta đánh nó nhanh hơn bolero bình thường chút xíu, chứ không phải là quá nhanh nha. Ok, chúng ta làm cho nó đều tiếng, đều nhịp cái đó. Bát 3, 2, 1 nha. Cây đu đủ tôi trồng từ khi em vẫn chưa trồng. Nay đu đủ ra bông thì trong xa, giờ nhớ cuộc tình lẻ loi, niềm tin dấu kín trong tim, thương nhau nói không nên lời, anh cố cười nhìn em bước đi. Bấm theo dõi kênh, ủng hộ kênh cũng như là chúng ta tập với guitar 5 phút mỗi ngày. Xin cảm ơn. Lúc mà chúng ta vào điệp khúc, rồi lúc mà chúng ta hát cao trào á, hát cảm xúc á, lúc nào chúng ta quạt thì nó hát rất là sướng nha. Rồi xuống mạnh nè, điều dây, điều dây xuống, xuống lên đập chát chát chát, thì cái chát mình đá nhẹ 3 giây lên nè, bùng là mình đá nhẹ 3 giây trên, 3 giây bass, chát là đá nhẹ 3 giây chép, xuống xuống lên đập chát chát chát. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng có trong vời một người xa cuối trời, nơi đây bấm đăng ký theo dõi kênh Ru Về Máy, từ từ mình tập. Đây là dây sắt và kẹp cabo ngang số 1 để cho bấm êm tay hơn. Đây cũng là một cái mẹo, thấy chưa? Thì cũng giống như bình thường, thay vì mình bóc 3, 2, 1 thì mình dùng 4 ngón tay 4 này cho chạy xuống, được chưa? Ba ta ra và chắc là mình dùng 2 ngón này nè, 4 ra bùng chắc bùng chắc bùng ta ra kênh Ru Về Máy, từ từ mình tập. Năm nào hai đứa để bắt tới nè, là gì đồ ngắm hoa đào rơi, là mọi người thấy đây là đố si la đồ re mi fa sol la si đố, thì đố si la là bắt đầu quyền đố si la đều học lại nè. Mi re do si la, đó cũng là bắt lùi nè. Mi re do si la, đây là cách bắt lùi hoặc là bắt tới. Ba hai một chân chân chân, đây là nốt sol sol ha, là bass cũng có nhịp chân đúng không ạ? Một mùa xuân năm nào hai đứa, đây bắt tới nè, là si do ngắm hoa đào rơi. Bấm đăng ký theo dõi kênh Ru Về Máy, từ từ mình tập. Các bạn không cần phải bỏ ra nhiều tiền để mua một bộ dây có lớp phosphor nữa. Ngày hôm nay thì Alice chính hãng
đã có cái bộ dây có lớp phốt pho để giúp chúng ta êm tay bấm nó lướt hơn. Đây, lớp phốt pho này ha. Đó, chính hãng là size SL, size 11 dành cho dây sắt. Đây là dây 466. Thì á, khi mà chúng ta xài dây xịn hay là dây thường thì cái khoảng thời gian để cái dây nó chết đi cũng chỉ khoảng 5-6 tháng thôi. Nên thay bộ dây Alex này nó sẽ tiết kiệm cho anh chị các bạn, tiết kiệm rất nhiều luôn. Thực sự, và có rất là nhiều anh em đã sở hữu bộ dây này. Ok, và mua 2 bộ thì được miễn phí vận chuyển, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Bên cạnh đó thì Khánh sẽ được tặng kèm thêm là một cái hộp bích và 2 cái bích đó. Rồi tặng thêm cái tai quay nữa, tai quay này để tháo cái chốt dây nữa nè. Rồi, tặng thêm cái giáo trình nữa cho anh em tham khảo thêm để em tập đàn nó tốt hơn. Nó không cần phải tốn quá nhiều tiền. Đăng ký kênh để nhận được những ưu đãi.